dính nữa các bạn ơi, dính nữa các bạn ơi. Ôi, ôi con cua mề cái này các bạn ơi, hết biết cua mề luôn, quá dữ, quá dữ các bạn ơi. Cá này các bạn, dính nè các bạn ơi, bỏ cái gì cái chịu quá bự vậy ta, cái gì trời ơi, trời ơi, trời ơi, khủng khiếp một cái gô, khủng khiếp một cái gô luôn các bạn ơi, quá sáng lạng cái gô trời, ôi 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 gô nè các bạn ơi, nè các bạn, khủng khiếp chưa các bạn ơi, quá sao là đã luôn các bạn ơi, nè, không biết không gỡ các bạn ơi, quá dữ rồi. Dính đây các bạn ơi. Dính đây các bạn ơi. Ôi ôi nó liệt kìa. Ui ui. Quá bự dữ trời. Quá bự các bạn ơi. Nè, ôi da, ui da. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ui ui ui. Ôi trời ơi, trời. Trời 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 ơi, trời ơi, cá hồ phi cũng nổi ui, nè. Ui 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 ui, quá đã các bạn ơi. Ui ui. Ui quá đã luôn các bạn ơi. Hồ phi. Hello. Nó thật xin kính chào đại gia đình mình đã quay trở lại với kênh Bona quê tôi ha. Thì thần xin kính chúc đại gia đình mình nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Thì hôm nay thử đi câu cá nè các bạn ơi. Hôm nay thử câu hai cần các bạn ơi. Một cần câu hai cần, một cần gấu dính quá các bạn. Rồi, nếu thần xin mời đại gia đình mình theo dõi mình câu cá ha. Rồi bắt đầu mình câu các bạn ơi, chiến các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình câu các bạn ơi, chiến các bạn ơi. Cá bên này nhát ăn quá ta. Giờ lần này các bạn ơi, đặng nó ăn giờ lần này mới được. Dính đây các bạn ơi. Dính đây các bạn ơi. Ôi ôi nó liệt kìa. Ui ui. Quá bự dữ trời. Quá bự các bạn ơi. Nè, ôi ui da, ui da. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ui ui ui. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cá hồ phi cũng nổi ui, nè. Ui 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 ui, quá đã các bạn ơi. Ui ui. Ui quá đã luôn các bạn ơi. Hồ phi. Đã quá. Rồi mình gỡ các bạn ơi. Rồi mình tiếp tục chiến các bạn ơi. Thả câu đó đây, giờ nó không mài không mãi lên mất tiêu rồi. Rồi đó. Mày thả xuống ăn liền cái ngon quá ngon mà sao mà bây giờ chậm ăn dí vậy ta. Hai các bạn ơi, hai các bạn ơi. Cá ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Trời ơi, ăn nhẹ quá. Mạnh ơi, mạnh. Mạnh ơi, mạnh ơi, dính nó ơi các bạn ơi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi cô đè, lũ phi nữa rồi các bạn ơi. Đã quá các bạn ơi. Ôi ôi. Lên cá các bạn ơi, lên, công bằng câu luôn rồi các bạn ơi. Công bằng câu luôn rồi các bạn ơi. Ôi nè. Quá đã các bạn ơi, mình gỡ các bạn ơi, quá im luôn. Rồi gỡ cá các bạn ơi. Ăn này các bạn ơi, ăn các bạn ơi, dính con cá này, ô, ô phi nữa, ô phi các bạn ơi, một chú nữa rồi, rồi gỡ cá các bạn ơi,
dính này các bạn. Trời ơi trời. Dính này các bạn ơi. Dính nó mới được chứ. Dính là đâu có được các bạn. Dính nó mới được các bạn ơi. Lên nó vô các bạn ơi. Đó. Rồi, mình gỡ cá các bạn ơi. Tiếp ngoài. Trời ơi, trời. Ôi trời, cá rô mề ông nội ơi. Hết biết cá rô mề các bạn ơi. Rồi mình gỡ cá các bạn ơi. Rồi. Tiếp tục các bạn ơi. Ăn nữa các bạn ơi. Trời ơi. Tiếp tục các bạn ơi. Ăn này các bạn ơi. Này các bạn ơi. Dính nó mới được nha. Nãy giờ toàn sảy không. Rồi đây nè các bạn. Rồi mình lỡ cá các bạn ơi. Nãy toàn sảy không. Dính nè các bạn ơi. Dính nè các bạn ơi. Ôi trời, cá nãy giờ mới chịu dính. Trời ơi. Ủa, cá rô phi các bạn ơi, khủng khiếp, cá rô phi mình kéo vô luôn chứ giờ dở không không nổi các bạn ơi. Gãy gân câu các bạn ơi. Ôi các bạn nghe. Ôi. Quá trời con cá các bạn ơi. Các bạn ơi. Rồi mình gỡ các bạn ơi. Quá trời đã luôn rồi nè. Hết biết luôn, gỡ. Tiếp tục các bạn ơi. Dính nè các bạn ơi. Bỏ cái gì cái chịu quá bự vậy ta. Cái gì trời ơi trời. Ôi, khủng khiếp một cái gô. Khủng khiếp một cái gô luôn các bạn ơi. Quá sáng lạng cái gô trời. Ôi ôi. Ôi 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 gô nè các bạn ơi. Ôi nè các bạn. Khủng khiếp chưa các bạn ơi. Quá sao là đã luôn các bạn ơi. Nè. Biết không mình gỡ các bạn ơi. Quá dữ rồi. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Quá xá một con gù hết biết thiệt. Trời ơi dính đó các bạn ơi. Trời ơi con nè. Ui ui con gù khủng khiếp như các bạn ơi. Quá xá lại đã con cá gù các bạn ơi, công mừng câu luôn nè các bạn ơi. Hết biết luôn. Ôi ui. Rồi mình gỡ các bạn ơi. Quá xá lại đã con cá rồi các bạn ơi. Dính không? Dính không? Dính mới được. Rồi sảy luôn rồi. Trời ơi. Dính các bạn ơi, dính các bạn ơi. Ôi. Ôi con mề cái này các bạn ơi. Hết biết con mề luôn. Quá dữ. Quá dữ các bạn ơi. Cá này các bạn. Ok. Rồi mình gỡ các bạn ơi. Ui ui, con cá rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi. Còn là cá con mời không các bạn ơi. Rồi mình gỡ cá các bạn ơi. Trời ơi trời ơi.
chín rồi các bạn ơi. Ôi, ôi con cá này các bạn ơi, ui hết hồn con cá các bạn ơi. Giật chín cái nè, giật chín nó nằm đây nè các bạn. Ồ, treo luôn các bạn ơi, quá phê luôn, mình gỡ các bạn ơi. Dính các bạn ơi, dính các bạn ơi. Ôi trời, quá gô, hết hồn quá gô các bạn ơi nè. Quá trời luôn các bạn ơi. Hết biết quá gô luôn. Ừ, các bạn. Hết biết con cá gô các bạn ơi. Rồi mình gỡ cá các bạn ơi. Quá bự các bạn ơi, các bạn ơi. Ôi ôi con cá. Hết hồn thiệt các bạn ơi. Rồi, mình gỡ cá các bạn ơi. Ồ quá đã luôn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Trời ơi. Ăn này các bạn ơi. Trời ơi. Ăn chầm tim vậy đó mà, ngập phao mà không dính. Chà chà chà. Dính rồi các bạn ơi, dính rồi các bạn ơi. Ôi nè. Ôi ôi con cá gô nè, nó đeo dữ dằn lắm, nó mới dính các bạn ơi. Quá trời con cá gô các bạn ơi. Rồi mình gỡ cá các bạn ơi. Uống nu luôn. Rồi gỡ cá đi. Rồi các bạn ơi, cái video của mình câu cá cũng khá là dài rồi. Thì hôm nay ngày 15 mình đi câu cá thư giãn xả chết chơi nha các bạn. Mình không có đem gì theo đựng hết trơn á. Ngày rằm đi câu thư giãn chơi. Thì có lẽ là mình kết thúc video tại đây, tại gia đình đây. Thì chỗ mình câu này có cái cây cây hạnh này các bạn.
thì điểm câu của mình nó như vậy. Đó, nguyên cái tiếng điểm câu của mình như vậy các bạn. Xung quanh là người ta trồng cây rau muống, lục bình, chuối đâu. Đó, thì trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh Bona với tôi ha. Hiếu Thuận chân thành cảm ơn rất là nhiều. Hiếu Thuận chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, quả mắm bên gia đình ha. Trong lúc xem video có một chút gì thư giãn, một chút xả chết ha các bạn ha. Rồi, xem video có nhiều nụ cười trên môi. Rồi, Hiếu Thuận xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo của nhà ơi.